ổn dã man. Vui như Tết. Đây, hôm nay chuẩn bị cho cháu tốt nghiệp. Tốt nghiệp trường một tháng. Chưa đến một tháng luôn, bạn này học nhanh dã man. Vẫn là béo tốt chứ không như các trại huấn luyện khác luôn. Chú Hùng sang lấy thôi, nghiện lắm rồi. Đi học chỗ khác 3 tháng em nghĩ nó chỉ đến như thế này thôi mọi người nhé, mà nó làm mấy cái màu vui vẻ như này đâu. Rất phấn khích luôn mọi người thấy là chó nhà bán ra nên là nhận huấn luyện lại rất là yên tâm. Chứ không phải là Vào lô. Những chỗ khác gọi là điều hướng theo tay một tháng thì chỉ gọi là đưa tay đi đâu thì theo đấy thôi mọi người nhá. Ngồi, nằm nhanh không? Đây mọi người thấy không? Cái thần kinh, cái tố chất đàn chó con ở đằng sau chưa được huấn luyện nhá mọi người nhá. Nhưng mà mọi người thấy nó ham đồ không? Con này nó cũng là con cái đấy mọi người nhá. Để giải thích cho mọi người, nhiều khi mọi người cứ bảo nó đực khôn hơn cái thứ đây đúng không? Đấy, con cái này con cỏ con oan nhập bầu bỉ nhà em này. Đấy. Mới học chính thức này được 3 tuần thôi là bắt đầu bọn em chuẩn bị trả khách rồi. Từ hôm quyện xuống đây giờ là hôm nay chuẩn bị ra trường rồi. Ngoài ra thì bọn em có một số con hàng rẻ mọi người nhá. Đấy, anh nói em bắt một số con hàng rẻ cho mọi người thích. 4 5 4 lỗi nuôi này. Có anh còn hỏi em là một tháng liệu nó có học xong được những cái lệnh đấy không em. Đây mọi người thấy không? Có những con còn không đến một tháng luôn. Nó sẽ tùy vào tổ chức con chó mọi người nhá. Như thế con này bọn em cũng bán rẻ một chút cho mọi người chơi. 4 triệu rưỡi vì là hai cái chân nó trắng tí. Căng lắm rồi. Ai mà chơi tố chất các thứ này, với cả là không quan tâm đến chân trắng các thứ thì có thể chơi những con này, thần kinh rất là hay luôn. Chính ra là mọi người thấy là con này màu vàng kim ấy, vàng sạch ấy, nên là nhìn cái chân nó sẽ không rõ đâu nhá. Chó cái nha, nên em vẫn bao tiêu đồ ra ngon lành. Con này về phải hệ về màu lông thì cực kỳ đẹp luôn mọi người, chứ là gầm đen xì luôn này. Đấy, nhưng mà nó lại không may, cái đuôi lại hơi lỗi một chút vì là không may khi bé mẹ nó vô tình dẫm vào. Thì thôi cũng bán rẻ cho mọi người luôn trên đường. Chế độ bảo hành này, vẫn nhận phối giống được nhập này, vẫn bao tiêu đồ ra cho con này. Bởi vì những con chó này ấy, nó chỉ lỗi cái lông, nó phải có lỗi bẩm sinh mọi người. Nó không phải lỗi của gen cho mọi người nhá. Lỗi như con này này, tự dưng chân trắng đúng không? Tự dưng là thành rẻ. Anh rẻ thôi chứ nó phải, nó cực kỳ ok. Vẫn bảo hành sức khỏe bình thường 15 ngày như những bạn khác luôn mọi người nhá. Này nhá mọi người nhá, rẻ vì trước là tố tụng hoa mai luôn. Thạch sùng quấn cổ, vẫn giảm giá luôn cho mọi người. Được luôn nhá, vẫn giảm giá luôn cho mọi người. Lần này em dọn chuồng mà. Đấy, mọi người này. Đúng không? Rất là nghịch nhá, thần kinh con nào căng đen rồi. Kinh không? Con này, nãy giờ. Cuối cùng nó cũng nhả. Con blue rất tập trung nhá. Sắc tố lông này mới cả là chân hơi trắng cái thứ ấy, nó kiểu là không phải là lỗi đâu mọi người nhá, gọi là trông nó hơi nghịch mắt tí thì bọn em sẽ bán rẻ hơn chút cho mọi người thôi. Đấy. Ví dụ như cái con cái kia nếu mà là được bọn em lại bán rẻ 1,5 triệu cho mọi người chơi luôn cho nó vui cũng được. Được cũng tâm lý đi, một tí cũng làm cũng tứ túc hoa mai bảo âu luôn này. Lắm quả bớt à, lắm quả bớt nhanh gọn cho mọi người được nhá. Anh chị nào nhanh này, cánh tay này, mặt này. Đấy, về sau lại rất đỏ nữa nhá. À, cái tít này được này. Đúng, anh chị nhanh tay nhá, được cái hàng rẻ này đi nhanh lắm ấy, gọi là ngồi làm. Bọn em thì có nhiều như con mà nó bị hơi trần trắng được chút ở chân đấy, thì em thử dạy mọi người. Bây giờ test thần kinh chung cho mọi người xem luôn. Em đã nói rất là nhiều rồi, thà mọi người chơi một con nhá,
độ chân nó trắng một tí đi, cái bọn em bán rẻ ngang với cái hàng không giấy rồi, thực sự luôn. Hoặc là em cũng nói thật luôn là nó đắt hơn cái hàng không giấy linh tinh một tí, nhưng mà một số con em vừa test thần kinh cho mọi người xem, mọi người thấy đúng không, chơi thì cũng gọi là ok hết luôn đấy. Chỗ này chúng em có là nhiều cái đẹp nữa, con đi mọi người, ví dụ con đực chân trắng vừa rồi chẳng hạn, mà em bảo là báo giá 5 triệu, mà em vẫn nhận huấn luyện cho mọi người bình thường luôn nhá, bởi vì tố chất nó rất rất là hay, cả những con cái kia tố chất quá hay luôn, đi học một tháng lại ra trường này ok ngay, mắc đi hết luôn, có chó chơi ngay chứ không phải cái dạng kiểu là mua 2 triệu 3 triệu xong là gọi thì cứ chạy đi các thứ, gọi không quay lại các thứ, hoặc là thấy tiếng xe máy các thứ, như mọi người bảo thấy tiếng xe máy nó sợ quá chui luôn vào trong gầm giường kiểu vậy đấy. Đây chó đây thì nó nhiều bố khác nhau, nhưng mà mọi người thấy không, em test thần kinh thấy con nào như nhau hết, căng đét kiểu như là lấy vợ thì lấy cái cô nào mưa là biết chạy vào nhà, chứ đừng lấy cái cô mà nhìn hợp mắt tí nhưng mà mưa lại cứ ra ngoài mưa để đứng. Nói chung là mọi người yên tâm, nói chung là nếu thế nói thế chứ mà lấy hai bà xinh chuyên phục vụ buổi tối, còn một bà mà xấu như là đang cơm nước buổi sáng đấy thì có thể hợp lý hơn đúng không. Nhưng mà lấy giỏi quá khó giữ. Thật, giỏi quá nên lại vừa giỏi mà lại vừa xinh, nhiều khi không đến lượt mình, đúng không? Anh chị yên tâm là cứ tìm đến trại em là cứ gọi alo là sẽ có chó. Giá tiền là mọi người trong tầm tiền là bọn em sẽ tìm cái con chó nó phù hợp với cái tài chính của mọi người để mọi người chơi. Vừa đẹp vừa con vừa giỏi thì lại phải đầu tư thêm tí. Hai con luôn mọi người này, thần kinh là siêu hay luôn này. Nhiều con luôn nhưng mà đấy, lặng em không mê luôn. Mọi người đâu phải là mọi người cứ bảo là cái nó không hăng, nó không khôn đâu mọi người đấy. Đây cũng là cái nữa. Đấy, cái này mọi người thấy không? Cắn ngập răng luôn. Những con chó này thì cái tính chất bảo vệ nó rất là cao rồi đấy, mà trông nhà, trông cửa này. Để mọi người nó trông chủ có thứ rồi tuyệt vời luôn, không phải nghĩ. Con này em bảo 13 cho rồi. Đấy. Nhiều anh khách bảo là tìm anh con chó về biết huấn luyện, biết trông nhà, biết bảo vệ chủ. Bản năng của dòng chó anh em nó bảo vệ chủ rất là ok. Tự quay luôn này. Tố chất ở đây thì mọi người cứ tự quay tự cảm nhận luôn, cảm nhận thôi. Giống như những con này màu nó hơi chân trắng tí thôi. Hơi chân trắng một tí thôi, nhưng mà thực ra cái con chó đấy á, cái form dáng nó rất là cao dài, rất là đẹp luôn, cao chó, trường chó nha mọi người nhá. Ngực xa dạ thắt. Dáng rất đẹp. Cứ quay tròn thôi. Đấy. Anh chị nào mà đang buồn mà thích nó trò chơi ngắm thì mua hai con này về cũng chơi nó chơi với nhau. Cuối năm đẻ lại vẫn ra tiền đúng không? Đúng rồi, cuối năm đẻ lại vẫn ra tiền, ra kinh tế. Bọn em bán rẻ nha, nhưng mà bọn em vẫn bao tiêu đầu ra như những chó bình thường. Vẫn chuẩn chỉnh như mọi người, bởi vì là chó này bọn em bán rẻ thì mấy nữa bọn em sẽ bao tiêu đầu ra kém cho mọi người đâu. Bởi vì bọn này là cái phả hệ nó vẫn là chuẩn chứ nó không phải là lỗi gì cả mọi người ạ. Thôi đi, cho nó bắt vào đi. Khách đến. Đây. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ ngay vào một trong bốn số hotline của trại em ạ. Rồi, xin chào mọi người.